Trung Thực Auto, vua gầm cao xin gửi lời chào tới quý anh chị đã tới với video giới thiệu báo giá những mẫu xe gầm cao đã qua sử dụng đã được trưng bày tại 495 đường Hoàng Quốc Việt. 495 đường Hoàng Quốc Việt đó chính là ngã ba giữa đường Hoàng Quốc Việt và đường Phạm Văn Đồng, cách bến xe Mỹ Đình khoảng 1 km di chuyển. Và ngày hôm nay Trung Thực Auto muốn giới thiệu và chào bán tới quý anh chị hai mẫu xe đến từ nhà Toyota. Một chiếc xe sản xuất năm 2016, sử dụng động cơ dầu, dung tích xi lanh là 2.5 lít và hộp số là hộp số sàn. Một chiếc xe là đến từ Sài Gòn và lăn bánh được là 5,8 vạn. Một chiếc xe là 2016, một chủ sử dụng từ đầu và 5,8 vạn. Đó cũng chính là mức số km. Chiếc xe này là thực tế lăn bánh. Và chiếc xe thứ hai mà chúng tôi muốn giới thiệu và chào bán tới quý anh chị đó chính là một chiếc xe tiểu Toyota Fortuner sản xuất năm 2021, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, mang biển tỉnh và lăn bánh được 3.500 km, đó chính là số km thực tế chiếc xe này lăn bánh. Và ngay sau đây, xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng khám phá về hai chiếc xe. Đầu tiên, đó chính là chiếc xe 2016. Một chiếc xe 2016, một chủ sử dụng từ đầu. Quan sát ở phần ngoại thất thì chúng ta có thể thấy là các chi tiết của chiếc xe này, phần đầu xe vẫn còn là nguyên bản. Cụm đèn pha, mặt ca lăng với các chi tiết là mạ chrome, rồi là đèn gầm. Tất cả các chi tiết vẫn còn nguyên bản. Và chiếc xe máy dầu vào thời điểm 2016 chúng ta dễ dàng nhận ra với hệ thống làm mát khí nạp được bố trí ở phía bên trên nắp capo. Và vào thời điểm này thì đây là chiếc xe sử dụng động cơ là dung tích xi lanh là 2.5 lít. Và chúng ta hãy cùng quan sát ở phần hông xe. Các chi tiết của chiếc xe này vẫn còn là nguyên bản la răng đúc và màu la răng. Ở đây nó chính là la răng màu đen. Với một chiếc xe 2016 lăn bánh được là 5,8 vạn thì tính đến thời điểm hiện tại thì chiếc xe này đã được chủ cũ thay lên một dàn lốp mới. Và dàn lốp đang sử dụng trên chiếc xe này đó là có tuần thứ 1 năm 2021. Và với một chiếc xe với đường kính la răng là 17 inch, độ rộng mặt lốp là 265mm, cho chúng ta thấy ở phần bên hông đó là sự khỏe khoắn và cũng như là khả năng vận hành ổn định nhờ độ rộng mặt lốp của chiếc xe Toyota Fortuner này lớn. Bậc lên xuống, đây là chi tiết nguyên bản giúp cho việc lên xuống xe của chúng ta là trở lên là dễ dàng hơn. Hõm tay cửa chống xước đã được trang bị cho chiếc xe này, hay như là phim dán kính cách nhiệt. Rồi chúng ta cùng quan sát ở phần nội thất phía bên trong xe. Nội thất nguyên bản của những chiếc xe Fortuner 2016 máy dầu số sàn thì đó là nội thất là ghế nỉ. Còn chiếc xe mà đang được bày bán tại 495 đường Hoàng Quốc Việt là chiếc xe đã được lên là một bộ ghế da. Và đây chính là không gian nội thất của một chiếc xe đã qua là 7 năm sử dụng, lăn bánh được 5,8 vạn. Và các chi tiết như là nhựa và cái vị trí là tay nắm cửa, chúng ta có thể thấy là các chi tiết này vẫn còn là rất mới. Và đây là không gian nội thất vẫn còn là nguyên bản. Ở phần đuôi xe, ở phần đuôi xe của những chiếc xe Toyota Fortuner 2016 thì hệ thống an toàn được trang bị là hai cảm biến lùi. Và chiếc xe đang có mặt tại showroom của Trung Thực Auto đã được trang bị thêm là camera báo lùi. Như vậy với việc là có cam biến lùi nguyên bản, camera báo lùi được lắp thêm giúp cho tính năng an toàn của chiếc xe này sẽ được tăng cường khi mà trong trường chúng ta là lùi xe. Còn cốp sau thì vẫn đang làm mở bằng tay. Đây chính là không gian khoang chứa đồ của chiếc xe Toyota Fortuner khi mà chúng ta sử dụng cả ba hàng ghế. Và chúng ta hoàn toàn có thể gia tăng được không gian khoang chứa đồ bằng việc là chúng ta có thể là gập hàng ghế thứ ba và gập sang hai bên, cũng như là chúng ta có thể là gập hàng ghế thứ hai với nguyên tắc là gập là 60% và 40%, hết sức linh hoạt. Và với những chiếc xe Toyota Fortuner thì với không gian là 7 chỗ ngồi, chúng ta hoàn toàn có được một cái không gian hết sức là mát mẻ. Với hệ thống điều hòa được trang bị ở trên chiếc xe này đó chính là hệ thống điều hòa là chỉnh tay hai dàn lạnh độc lập, chỉnh tay hai dàn lạnh độc lập và có cửa gió tới từng vị trí ghế ngồi. Chìa khóa của chiếc xe 2016 vẫn là chìa khóa nguyên bản, vẫn là chìa khóa cơ. Bảng đồng hồ của chiếc xe này đó là bảng đồng hồ Origin với ánh sáng giúp cho người sử dụng sẽ dễ dàng quan sát được các thông số. Tay lái của chiếc xe cũng đã được trang bị đó là tay lái bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Chúng ta có thể là tương thức với cả là hệ thống là âm thanh và chế độ là chuyển chế độ. Còn chế độ đàm thoại rảnh tay ở trên chiếc xe Toyota Fortuner 2016 này thì chưa được trang bị. Màn hình DVD, đây là màn hình là trang bị thêm cho chiếc xe 2016. Hệ thống điều hòa vẫn là chỉnh tay. Nếu anh chị quan tâm tới chiếc xe này thì anh chị có thể gọi điện ngay đến số hotline của Trung Thực Auto trên màn hình để được nhân viên của Trung Thực Auto tư vấn, giúp anh chị có thể là có thêm đầy đủ thông tin chi tiết về một chiếc xe 2016. Còn đây cần số của chiếc xe này, tất cả các chi tiết, một chiếc xe lăn bánh được là 5,8 vạn. Và ngay sau đây
thì xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng khám phá chiếc xe thứ hai, một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sản xuất năm 2021, được gọi là tiểu Toyota Fortuner, và với màu ngoại thất đó là màu trắng. Và các chi tiết ở phần đầu xe của chiếc xe này thì các chi tiết vẫn còn là nguyên bản theo xe. Cụm đèn pha thì được thiết kế đó chính là kiểu phản xạ đa hướng. Tuy nhiên nguồn ánh sáng của chiếc xe Toyota Rush này đã được trang bị đó là nguồn ánh sáng LED. Với việc trang bị là nguồn ánh sáng LED kết hợp với cả giải đèn sáng ban ngày đem tới cho chiếc xe Toyota Rush này nguồn ánh sáng rất là tốt trong trường hợp là chúng ta là di chuyển là vào điều kiện thiếu ánh sáng như ở ban đêm. Và hệ tính năng an toàn ở trên chiếc xe này thì các tính năng an toàn thì chưa được trang bị ở phần đầu xe như hệ thống cảm biến cam 360 độ. Và ở phần hông xe thì với một chiếc xe Toyota Rush được mệnh danh là tiểu Toyota Fortuner, chúng ta cũng dễ dàng nhận ra cái tính là SUV và thể thao của chiếc xe này, đó chính là la răng. La răng của chiếc xe 2021 này với đường kính la răng lên tới là 17 inch. Và dàn lốp đang sử dụng trên chiếc xe này đó là có tuần sản xuất tuần thứ 36 năm 2021. Và theo đánh giá của kỹ thuật của Trung Tâm Ô tô thì chiếc xe này độ dày của vân lốp vẫn còn khoảng hơn 90%. Một chiếc xe 2021 lăn bánh được 3.500 km, một chiếc xe mang biển tỉnh. Nếu anh chị quan tâm đến chiếc xe này thì hãy gọi điện ngay đến số hotline, hoặc anh chị hãy đến với địa chỉ 495 đường Hoàng Quốc Việt để lái thử và trải nghiệm. Với mỗi một chiếc xe được bán ra tại showroom của Trung Tâm Ô tô thì chúng tôi sẽ luôn luôn cam kết với quý anh chị động cơ hộp số là nguyên bản, chưa tháo dỡ cũng như là chưa đại tu. Còn ở phần đuôi xe, các chi tiết của một chiếc xe 2021 Toyota Rush vẫn còn là nguyên bản. Tính năng an toàn được trang bị với hai cảm biến lùi, camera báo lùi đã được trang bị cho chiếc xe này. Và như vậy chúng ta hoàn toàn có thể là tự tin là lùi xe hết sức là dễ dàng, và cốp thì vẫn đang là mở tay. Và không gian khoang chứa đồ của chiếc xe Toyota Rush chúng ta cũng dễ dàng gia tăng bằng việc là linh hoạt gấp hàng ghế thứ hai. Và cách gấp ghế thì không có gì khác so với cả chiếc xe là Toyota Fortuner. Và ngay sau đây thì xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng khám phá về không gian khoang nội thất của chiếc xe 2021 khi chúng ta ngồi ở vị trí ghế lái. Bước vào không gian khoang nội thất thì chúng ta có thể thấy chiếc xe này đã được chủ cũ trang bị thêm, đó chính là bộ ghế da. Nguyên bản thì chiếc xe này đó là bộ ghế nỉ, và với một chiếc xe mới lăn bánh được có 3.500 km thì các chi tiết như bề mặt ghế da, rồi là vô lăng và các phim bấm, tất cả các chi tiết này vẫn còn là rất mới. Màn hình DVD là một trang thiết bị là theo xe. Tay lái cũng được tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Chế độ đàm thoại dành tay. Hệ thống điều hòa là tự động và chìa khóa thông minh khởi động bằng nút bấm. Những tiện ích này đã được trang bị cho một chiếc xe 2021 Toyota Rush. Và tính năng an toàn mà chúng ta có thể hoàn toàn tự tin để cầm lái chiếc xe này, kể cả trong chúng ta di chuyển ở cái tốc độ cao, khi mà xe được trang bị đó là hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, rất rất nhiều những tính năng. Bên cạnh đó là hệ thống túi khí, có tới 6 túi khí được trang bị cho chiếc xe 2021 Toyota Rush. Và như vậy chúng ta vừa khám phá hai chiếc xe đến từ nhà Toyota đang được bày bán tại showroom của Trung Thực Auto. Và 638 triệu, đó chính là mức giá bán mong muốn của Trung Thực Auto với chiếc xe Toyota Rush 2021. Và tới với showroom của Trung Thực Auto thì anh chị vẫn hoàn toàn có thể linh hoạt sử dụng các hình thức thanh toán. Số tiền anh chị bỏ ra có thể tối thiểu giá trị là 3% giá trị giao dịch. Chẳng hạn như chiếc xe 2016 này chúng ta bỏ ra đâu đó khoảng tầm là 250 triệu là chúng ta có thể sở hữu cho mình một chiếc xe động cơ dầu, hộp số sàn, hết sức để tiết kiệm nhiên liệu và chi phí bảo trì bảo dưỡng thấp đến từ nhà Toyota. Và mọi thông tin chi tiết thì quý anh chị hãy gọi điện ngay đến số hotline của Trung Thực Auto, hoặc anh chị hãy đến với địa chỉ 495 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội để được lái thử và trải nghiệm. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã đồng hành và đã theo dõi video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong lần giới thiệu và chào bán xe tiếp theo.